Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Và kế hoạch thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Định Hóa. Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023 với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, các xã thị trấn và đại diện lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức tại xã Tân Thịnh vào hồi 8 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2023, tức ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão. Tại chương trình, các đại biểu sẽ tham dự lễ phát động, tham gia trồng cây tập trung và phân tán. Trong đó, trồng 2.500 cây quế trên diện tích 0,5 ha cho một hộ gia đình ở xóm Khao Lang, xã Tân Thịnh. Trồng cây xanh phân tán theo đề án của Chính phủ, trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 tại thị trấn Chợ Chu và các loại cây xanh đô thị với số lượng 30 cây sao đen và kèn hồng. Sau lễ phát động, các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây gắn với kế hoạch thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với số lượng là 250.000 cây. Thời gian phát động trồng cây của các xã, thị trấn từ ngày 30 tháng 1 năm 2023 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Cùng với kế hoạch tổ chức phong trào thi đua chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, các cấp, các ngành cùng toàn thể nhân dân huyện Định Hóa nỗ lực hoàn thành mục tiêu trồng cây, trồng rừng năm 2023, phấn đấu duy trì ổn định độ che phủ rừng toàn huyện từ 59% trở lên.